Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần trang phục Giáng sinh nha, ta nhấn vào. Thì ở trên đây nó sẽ có rất nhiều những cái mẫu, mẫu ảnh nha. Đây là những cái mẫu ảnh. Chúng ta muốn ghép khuôn mặt của chúng ta lên những cái mẫu ảnh này. Thì ta chỉ việc chọn một cái bức ảnh bất kỳ. Một cái mẫu bất kỳ. Ví dụ như, mình thấy cái mẫu này đẹp. Ta nhấn vào, ví dụ mẫu này chẳng hạn, ta nhấn vào này. Và ta chọn ảnh ví dụ mình chọn cái khuôn mặt của của mình đã đăng đi ta nhấn vào và ta nhấn tạo ngay ok khuôn mặt đã được thay đổi này Đó, và ta muốn lưu ta nhấn vào đây lưu rất là đơn giản và nó còn nhiều cái mẫu nữa đây tất cả những cái mẫu về mùa Chào giáng tất sinh này. Cả. quý vị và các bạn đã trở lại với kênh mẹo vặt và thủ thuật video này mình lại tiếp tục chia sẻ và gửi tới quý vị và các bạn một cái ứng dụng cực kỳ là hay ta có thể ghép khuôn mặt của chúng ta lên những mẫu video có sẵn và những cái mẫu bức ảnh có sẵn, đặc biệt là với những cái mẫu trang phục về mùa Noel sắp tới này, ta có thể ghép khuôn mặt của chúng ta lên đó, nó cũng uh, rất là đẹp. Và cái ứng dụng hôm nay mình muốn chia sẻ chính là ứng dụng này, FaceRoy. Link của ứng dụng mình sẽ để ở phần bình luận của video. Quý vị và các bạn chỉ việc nhấn vào đó để tải được cái phiên bản không logo, không quảng cáo và không mất phí. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn cho tất cả các bạn ta sẽ tải về và nhấn vào này đây cái ứng dụng có cái hình như này và rồi Bây giờ ta sẽ nhấn vào giao diện chính của ứng dụng đây à, hình sao đầu tiên là những cái à, mẫu trang phục và những cái mẫu video Còn ở giữa này mũi tên chỉ lên đây là ta có thể chọn những cái bức ảnh trên điện thoại của chúng ta ghép lên đây và ta thay đổi khuôn mặt cũng được rồi còn cái phần bên cạnh này Đó là những cái mẫu Về các cái bức ảnh Ảnh động đó. Đây ta có thể thêm ảnh của chúng ta lên đây nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Để chúng ta ghép khuôn mặt của chúng ta lên những cái mẫu video hoặc mẫu bức ảnh này Ở đây nó sẽ có rất nhiều mẫu này Về mẫu Noel cũng có đó, Thì ta có thể kéo cái thanh này này Kéo cái thanh này Đó kể cả là những cái mẫu video Nhảy nhót như này Và còn nhiều nữa ta có thể vuốt sang này nó rất là nhiều du lịch này những cái mẫu này nhìn nó cực kỳ là đẹp đây thì chúng ta nhấn vào các cái chủ đề ở bên cạnh đây ta vuốt cái thành này nha và ta tìm thấy cái mẫu nào phù hợp với khuôn mặt của chúng ta phù hợp với cái video bức ảnh của chúng ta thì chúng ta ghép đó, mùa tốt nghiệp này nó rất là đẹp luôn nữ thần kết nối bà mẹ mang thai đó đàn tăng dung đây nó rất nhiều mẫu và có cái mẫu về mùa Noel nếu như các bạn thích ghép với những cái trang phục Noel thì ta kéo ra đây nó có rất nhiều chủ đề nha chúng ta chỉ cần kéo cái thanh này để chúng ta chọn chủ đề đây. kiểu tóc và hình xăm này sự quyến rũ kỳ lạ này đó Mùa xuân và hoa này Ta ghép khuôn mặt của chúng ta lên những cái mẫu ảnh này Wedding này Đấy, Những cái mẫu video về uh, Váy cưới này Rất là hay Ta ghép khuôn mặt của chúng ta lên những cái mẫu này Ok Đó, Nếu mà chúng ta muốn ghép thì rất là đơn giản Ta chỉ cần chọn tới một cái mẫu Mà chúng ta thấy nó đẹp Ví dụ cái mẫu này Hay là mẫu này chẳng hạn Ta chỉ việc nhấn vào Nhấn vào và Tiếp theo này ở đây nó sẽ có mấy cái hình có sẵn đây Đây gọi là mẫu Còn nếu như chúng ta chưa thêm cái ảnh vào Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây Có dấu cộng nha Ta sẽ nhấn vào dấu cộng này này Đây là hình của mình đã thêm Nếu như chúng ta chưa thêm ta nhấn vào dấu cộng này Ta có thể chụp ảnh trực tiếp khuôn mặt của chúng ta Hoặc là ta chọn từ bộ sưu tập Ví dụ mình chọn bộ sưu tập ta nhấn vào Và bây giờ mình sẽ chọn một bức ảnh bất kỳ Và lưu ý là những cái bức ảnh đó chúng ta phải nhìn trực diện khuôn mặt nhìn thẳng không được nhìn chéo nhìn nghiêng à, ví dụ mình chọn cái bức ảnh này ta nhấn vào ảnh khuôn mặt sẽ bị xóa ngay sau khi tổng hợp chúng tôi sẽ không lưu giữ ảnh ok rồi ta đã đồng ý đó nó sẽ tự khoanh vùng cái khuôn mặt của chúng ta và ta nhấn vào dấu tích V này rồi đã thêm vào đây. Bây giờ ta muốn thay cái khuôn mặt của chúng ta lên đây. Chúng ta chọn vào nó khi mà có cái hình tròn uh, bên uh, hình tròn màu vàng này là là ta đang chọn nó. Ví dụ ta chọn đây. đó. Ví dụ bây giờ mình chọn cái này. Ta nhấn vào và ta nhấn vào hãy tạo ngay và chúng ta chờ một lát cho cái này quay đủ 100% nhé. Rồi lát nữa mình sẽ chia sẻ về những cái mẫu trang phục mùa Noel sắp tới này nó cũng rất là đẹp. ok đã được ghép lên này và đây nó có nốt lưu này chúng ta muốn lưu ta chỉ cần nhấn vào đây là lưu được cái video nhá đó đã lưu thì thôi đó rồi xong có rất nhiều mẫu này chúng ta thích uh, ghép mẫu nào ta ghép thì còn uh, chúng ta muốn tìm cái chủ đề về mùa noel đây có rất nhiều chủ đề nha. ta kéo cái thanh này Nhìn trang phục giáng sinh này các bạn sẽ nhìn thấy cái phần trang phục Giáng sinh nha, ta nhấn vào. Thì ở trên đây nó sẽ có rất nhiều những cái mẫu, mẫu ảnh nha, đây là những cái mẫu ảnh. Chúng ta muốn ghép khuôn mặt của chúng ta lên những cái mẫu ảnh này, thì ta chỉ việc chọn một cái bức ảnh bất kỳ, một cái mẫu bất kỳ. Ví dụ như, mình thấy cái mẫu này đẹp, ta nhấn vào, ví dụ mẫu này chẳng hạn, ta nhấn vào này. Và ta chọn ảnh, Ví dụ mình chọn cái khuôn mặt của của mình đã đăng đi. Ta nhấn vào và ta nhấn tạo ngay. Và chúng ta chờ một lát sau khi cái này nó loát đủ. Ok, khuôn mặt đã được thay đổi này. Đó, và ta muốn lưu ta nhấn vào đây lưu. Rất là đơn giản. Và nó còn nhiều cái mẫu nữa. Đây tất cả những cái mẫu về mùa Giáng sinh này. Chúng ta nhìn thấy cái nào hợp với khuôn mặt của chúng ta thì chúng ta có thể ghép nha. Ví dụ cái này, ta nhấn vào. Hoặc là cái này, đó. Rồi, ví dụ mình chọn cái bức ảnh này, ta nhấn hãy tạo ngay. OK, khuôn mặt đã được ghép vào, Đó, nhìn khá là đẹp. Và ta muốn lưu, ta nhấn vào đây lưu. Như vậy là xong. Và để ghép khuôn mặt của chúng ta lên những mẫu ảnh này được một cách giống nhất, thì các bạn lưu ý là chúng ta nên chọn những cái khuôn mặt có cái form nó nó giống giống mình một chút nhá. Thì ghép nó mới nhìn nó mới giống. Ví dụ cái này thì ta phải chọn những cái mẫu ảnh, mẫu ảnh khuôn mặt nó phải bầu bầu như này. Ok, đó, nhìn cái khuôn mặt đã được thay đổi hoàn toàn. Rồi, ta nhấn lưu là xong. Và nó còn nhiều cái mẫu nữa. Đây, rất nhiều mẫu này. Các bạn thích cái mẫu nào thì chúng ta lựa chọn nha. Hello Halloween này. Đó và link của ứng dụng mình sẽ để ở phần bình luận của video. Các bạn hãy nhanh tay nhấn vào để tải được cái phiên bản này nhá, Không logo không quảng cáo không mất phí và video của mình xin được dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại